trong những ngày tháng năm lịch sử này, chúng tôi trở lại Điện Biên, về với mảnh đất mà 55 năm về trước đã diễn ra những trận đánh hào hùng, những chiến công oanh liệt nhất trong thế kỷ 20 của quân và dân ta. Vượt quãng đường dài gần 500 km, qua nhiều đèo dốc chênh vênh, nhiều địa danh đã đi vào lịch sử. Giai điệu bài hát qua miền Tây Bắc lại âm vang thôi thúc, rục rã chúng tôi. Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình của chúng tôi chính là đỉnh đèo Pha Đin. Quang cảnh đèo Pha Đin giờ đây thật yên bình. Chẳng thấy đâu dấu tích của những đoàn quân tiếp vận, chị gánh, anh thồ, mà chỉ thấy lũ trẻ người dân tộc trên đường đi học về, ngồi nghỉ chân, hóng gió. Không gian nơi đây tĩnh mịch đến nỗi, nhưng ngửi thấy cả mùi của rừng, nghe thấy được cả tiếng thở của cây, của đất. Càng gần đến Điện Biên, chúng tôi càng cảm nhận được sự thay da đổi thịt của mảnh đất đã từng 9 năm trường chịu sự phá hoại của bom đạn chiến tranh. Những ngôi nhà cao tầng, những con đường rộng trải mãi xa tít tắp. Năm 2003, Điện Biên chính thức trở thành thành phố đô thị loại 3, đánh dấu sự chuyển mình của một thành phố trẻ. Ở nơi từng mét vuông đất đều trở thành lịch sử, quá khứ và hiện tại, truyền thống và sự đổi thay vẫn luôn tồn tại song hành. Nằm ngay cạnh con đường trung tâm của thành phố là đồi A1, nơi mà 55 năm về trước đã diễn ra những trận đấu hết sức ác liệt giữa ta và địch. Giờ đây, đồi A1 đã trở thành một di tích lịch sử. Các dấu tích xưa hiện vẫn được trân trọng giữ gìn. Những đường hầm tiếp viện, hàng rào dây thép gai, hố bộc phá sâu, những đường hào vươn dài mãi trong lòng đất. Tất cả đều nằm lặng lẽ, hiền lành giữa đất trời Mường Thanh như một mẫu bài học lịch sử trực quan sinh động cho bao thế hệ. Để giúp mọi người dân cũng như du khách quốc tế hiểu hết được tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, năm 1954, nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bảo tàng Điện Biên Phủ đã được xây dựng. Tại đây, hàng trăm hiện vật, tư liệu, hình ảnh đã và đang được trưng bày. Trong đó có rất nhiều hiện vật quý giá được trưng bày theo từng chủ đề và mốc thời gian, nhằm tái hiện và giúp người xem có thể hình dung và thấy lại gần như toàn bộ chiến dịch và những trận đánh tiêu biểu năm xưa. Tại lòng chảo Mường Thanh, Châu Điện Biên, quân đội Pháp đã triển khai xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ nhằm án ngữ miền Tây Bắc Việt Nam. Tướng Năm Sao Henri Nava, tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp từ tháng 5 năm 1953, rất tự hào về tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, cụm pháo đài bất khả xâm phạm, sẽ là cái bẫy nghiền nát quân chủ lực Việt Minh. Phía ta, Bác Hồ đã trao quyền cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tổng tư lệnh ra mặt trận, tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng, không đánh. Trách nhiệm đặt ra vô cùng nặng nề với vị Tổng Chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam, bởi đối thủ của Đại tướng lần này cũng đã thể hiện khả năng cầm quân trong một số trận đánh lớn trước đó. Trận Điện Biên Phủ có ý nghĩa quyết định đến cục diện chiến trường. Ta quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Cùng với hai đại đoàn chủ lực, các đơn vị bộ binh, pháo binh, vận tải, văn công nườm nượp lên đường. Đi đánh giặc mà đông vui như đi hội, tiếng hát câu hò rộn bước đường hành quân. Đông đảo nhân dân, cả người già và phụ nữ cùng tham gia vận tải lương thực. Cho dù chặng đường dài vô cùng gian nan, vất
vả nguy hiểm, phải vượt qua bao dốc đèo hiểm trở dưới làn bom đạn của địch. Khó khăn nhất là vận chuyển đại liên và kéo pháo vào trận địa. Con đường kéo pháo dài hơn 15 km, nằm trên địa hình hiểm trở, nhiều dốc cao vực sâu. Kéo được những khẩu pháo lớn vào tới trận địa, quả thực là kỳ tích vô cùng tự hào của các chiến sĩ Điện Biên. Sau vô vàn gian khó, những khẩu pháo cũng vào tới trận địa, đặt trong các căn hầm khoét sâu vào lòng đất và ngụy trang kỹ, sẵn sàng nhả đạn lên đầu quân địch. Nhưng đến lúc này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi xem xét cục diện chiến trường đã đưa ra quyết định thay đổi phương án tác chiến, chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Các đơn vị phải rút khỏi trận địa, phải kéo pháo ra, vào được tới nơi vô cùng khó khăn, không ai muốn quay trở ra mà chưa đánh trận, song tất cả đều nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Khoảng 2 tháng sau, pháo được kéo trở lại chiến trường. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, vào lúc 17 giờ, trận mở màn chiến dịch lịch sử bắt đầu. Cùng lúc, 40 khẩu pháo của ta cỡ từ 75 đến 120mm đồng loạt nhả đạn. Địch hoàn toàn bất ngờ và thiệt hại nặng nề. Chúng kinh ngạc tự hỏi, không biết Việt Minh lấy ở đâu ra nhiều pháo đến thế, bắn mạnh đến thế. Trong lúc địch bất ngờ, chưa kịp phản ứng, bộ binh ta xông lên đặt thuốc nổ, mở cửa đột phá. Pháo cao xạ của ta xuất hiện lần đầu đã nhanh chóng phá hủy 7 chiếc máy bay chiến đấu trên sân bay Mường Thanh. Trận đánh mở màn thành công ngoài sự mong đợi, tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Him Lam, bắt sống toàn bộ ban chỉ huy tiểu đoàn địch. Thắng lợi này cho thấy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ không phải là pháo đài không thể công phá. 18 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1954, đợt tiến công thứ hai vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bắt đầu. Cũng như đợt tấn công thứ nhất, suốt nửa giờ đầu, pháo binh địch không thể lên tiếng. Bộ đội ta nhanh chóng thọc sâu, chia cắt đội hình địch ra từng mảng để tiêu diệt. Con đường chắc chắn dẫn tới chiến thắng là nhanh chóng siết chặt vòng vây lửa, đưa trận địa chiến hào vào sát khu trung tâm tập đoàn cứ điểm. Cho dù mỗi tấc đất chiến hào đều phải trả bằng máu. Chúng ta đã sẵn sàng cho đợt tấn công thứ ba. Mọi công tác chuẩn bị được tiến hành rất chu đáo. Dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ, toàn dân, toàn đảng và chính phủ quyết đem toàn lực để giành toàn thắng cho chiến dịch. Trên khắp các ngả đường ra mặt trận là các đoàn dân công tải đạn vận chuyển lương thực. Đến cuối tháng 4, hậu cần đã có dự trữ cho tháng 5. Đạn cho lực pháo có hơn 5.400 viên. Tất cả đã sẵn sàng cho đợt tổng công kích cuối cùng.
đợt tấn công thứ ba bắt đầu vào ngày 1 tháng 5 năm 1954. Ta tiến công vào các điểm cao còn lại, thực hiện tổng công kích trên toàn mặt trận. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, điểm ác liệt nhất có tính chất quyết định cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại đây, ta và địch giành nhau từng tấc đất. Sáng 7 tháng 5, ta diệt các cứ điểm C2, A1, những cứ điểm kiên cố cuối cùng của địch. Chiều 7 tháng 5, ta tổng công kích trên toàn mặt trận. Lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên cao điểm A1, báo hiệu giờ tàn của tập đoàn cứ điểm. Tướng giặc Đờ Cát cùng với cả bộ chỉ huy quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ bị ta bắt sống. Toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm giơ cao cờ trắng đầu hàng. Sau gần 2 tháng chiến đấu ác liệt, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã thu được thắng lợi vẻ vang. 55 năm sau chiến thắng chiều hè lịch sử ấy, trong dòng chảy của thời đại, đồng bào 21 dân tộc anh em ở Điện Biên đã cùng nhau đoàn kết, tập trung phát triển sản xuất, tích cực tái thiết bản làng, xây dựng lại quê hương, đưa Điện Biên ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, khởi sắc hơn. Nhiều công trình lớn đã mọc lên giữa núi đồi Tây Bắc. Để có được những đổi thay đầy tích cực và hy vọng đó, bao máu xương của những người con ưu tú của Điện Biên và cả nước đã phải đổ xuống. Bao tấm gương anh dũng hy sinh đã được nhân dân ghi nhớ, biết ơn. Một Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn phá, một Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, một Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng, một Trần Can đã quả cảm gan dạ chiến đấu với địch đến hơi thở cuối cùng. Chính tấm gương dũng cảm của các chị các anh đã cổ vũ, khích lệ tinh thần chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta trên toàn mặt trận, hăng hái thi đua giết giặc lập công, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Nghĩa trang Điện Biên, nơi yên nghỉ của hàng trăm liệt sĩ, những người đã không hề tiếc máu xương của mình để có được sự bình yên cho mảnh đất này, dường như không lúc nào dứt khói hương và sự kính cẩn của những dòng người đến viếng. Trước anh linh của những người đã ngã xuống, thật khó có thể kìm nén được cảm xúc tiếc thương và dâng trào sự cảm phục và lòng biết ơn vô hạn. Cả nghĩa trang Điện Biên chỉ có 4 ngôi mộ có tên, còn lại tất cả đều có chung một cái tên: Liệt sĩ Điện Biên. Sự hy sinh anh dũng bất khuất của những người chiến sĩ vô danh ấy thật lớn lao biết nhường nào. Các anh, các chị đã quên thân mình để dệt nên trang sử vẻ vang hào hùng của dân tộc. Tổ quốc và nhân dân muôn đời sẽ mãi mãi tôn vinh và ghi nhớ công lao ấy. Nơi các anh, các chị yên nghỉ đã trở thành biểu tượng sáng ngời, nhắc nhở các thế hệ hiện tại và mai sau về nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp nối truyền thống để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Những ngày tháng năm này, người dân Việt Nam và du khách quốc tế đến với Điện Biên ngày một đông hơn. Ngoài việc muốn được trực tiếp đặt chân đến những địa danh, dấu tích oanh liệt năm xưa, tất cả đều muốn được tận mắt thấy được những gì thuộc về cuộc chiến,
những biểu tượng của niềm tin, sức mạnh chính nghĩa và tinh thần đấu tranh anh dũng quật cường của quân và dân ta. Một trong những địa danh được nhiều thế hệ cựu chiến binh Việt Nam muốn ghé thăm nhất chính là Hầm Đờ Cát, trung tâm chỉ huy của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Nhìn những người lính già trong bộ quân phục bạc màu đứng trên nóc căn hầm dài 20 mét, nơi mà xưa kia địch từng tự hào là trung tâm của cụm pháo đài bất khả xâm phạm, chợt thấy hình ảnh những người cựu chiến binh hiện lên thật giản dị mà lẫm liệt oai phong. Họ đã trở về đây đúng với tâm thế của người chiến thắng. Tại nơi đây, đúng 17 giờ 30 ngày 7 tháng 5 năm 1954, tướng Đờ Cát đã bị bắt sống. Toàn bộ bộ tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã phải vẫy cờ trắng xin hàng. Lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta đã phất phới tung bay trên nắp hầm chỉ huy của địch, kết thúc 55 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí sáng tạo của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Chúng tôi thì cũng đã từng biết đến Điện Biên Phủ qua sách vở, qua các câu chuyện, qua các cuốn sách, qua lịch sử. Và cũng đã một số lần chúng tôi về thăm Điện Biên Phủ. Và lần này thì chúng tôi thấy là một cái cảm nhận chúng tôi là về cơ sở vật chất, về những cái vị trí xưa kia thì đã được tốt hơn, đã được khôi phục tốt hơn. Và người đi thăm thì đã có thể là mường tượng được phần nào cái không khí hào hùng, cái không khí chiến đấu của cái thời kỳ mà chúng ta tổ chức cái chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Hành hương về với Điện Biên hôm nay, ngoài việc thăm lại chiến trường xưa, thắp hương tưởng niệm cha anh tại nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên, các cựu chiến binh thời chống Mỹ, những người cũng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của thế hệ mình, cũng đã có cuộc giao lưu đầy ý nghĩa với những đồng đội trẻ đại diện cho thế hệ hôm nay đang vững chắc tay súng bảo vệ, giữ gìn những thành quả mà cha anh đã phải đổi bằng máu xương mới có được. Âm hưởng của cuộc giao lưu chính là sự hân hoan xen lẫn với tự hào. Và những bài ca đã được chọn làm lời tâm sự chung kết nối cả ba thế hệ. Chúng tôi rất là vui mừng đã cùng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng của tỉnh Điện Biên tổ chức một cái cuộc giao lưu hết sức là ý nghĩa. Đoàn chúng tôi thì nhân dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi có tổ chức cái cuộc thăm lại cái chiến trường Điện Biên Phủ để ôn lại cái truyền thống vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc ta cũng như là của quân đội ta. Chúng tôi là những cái người đã từng có cái thời gian là những người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tôi hết sức là xúc động thăm lại cái nơi mà thể hiện cái tinh thần chiến đấu hết sức là quả cảm của quân và dân ta, giành được cái chiến thắng trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ. Và cái việc mà giao lưu hôm nay đấy thì nó nhắc nhở cho chúng tôi, trước hết là nhắc nhở cho chúng tôi những cái năm tháng đẹp đẽ trong cái thời gian mà chúng tôi đã từng là những người chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trở lại thăm đơn vị cũ nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng, trong lòng ông Mai Văn Sinh, nguyên chính trị viên đồn biên phòng Tây Trang, không khỏi trào dâng một niềm vui khó tả. 55 năm về trước, cũng tại nơi đây, người chiến sĩ Điện Biên già này đã trực tiếp tham gia và góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Câu chuyện mà ông tâm đắc nhất muốn gửi đến những người chiến sĩ biên phòng trẻ hôm nay chính là những ký ức, kỷ niệm sâu sắc của ông về 55 ngày đêm diễn ra chiến dịch. Qua từng câu chuyện kể giản dị, cụ thể mà gần gũi, ông đã giúp cho những người chiến sĩ biên phòng nơi đây hình dung được một cách sống động từng giai đoạn, từng diễn biến, từng trận đánh của chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi mà chiến dịch Điện Biên kết thúc thì báo cáo với các đồng chí, dù là một, đạn dược là hai, vui rồi xếp dọc đường cứ như là đống củi rất nhiều, mà thậm chí là đường nó đường lầy, phải lấy dù ra để mà lót dọc đường cho ô tô đi đấy. Nhất là cái đoạn mà chỗ cầu Mường Thanh ấy, các chú ạ, nhiều lắm vũ khí rồi đạn dược. Thế tổng cộng cái chiến dịch Điện Biên thì báo cáo với chí gì, địch ta tiêu diệt
và bắt sống 1.600.000 tên. Nôm na của cái chiến dịch Điện Biên. Gặp với nhau và vui vẻ nhé. Ngày mai là các cháu là ở lại thay sân Bắc để giữ gìn biên cương bảo vệ cho tốt. Nha. Và giữ gìn sức khỏe. Em cũng chúc sức khỏe bác, sang tuổi cao, bảo vệ biên giới, giữ vững bảo vệ biên giới tốt, thay thế những ông cha anh những người đi trước, cháu ạ. Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kể từ năm nay trở đi, lễ kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ trở thành ngày lễ cấp quốc gia. Vì vậy, càng gần đến ngày chiến thắng, cùng với quân dân cả nước, lực lượng bộ đội biên phòng Điện Biên cũng đang ra sức luyện tập những màn diễu binh, diễu hành với mong muốn góp phần làm nên thành công của ngày đại lễ. Những người lính mang quân hàm xanh nơi đây, lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cũng tích cực cố gắng lập công bằng những việc làm, nhiệm vụ cụ thể. Và cao điểm là lễ phát động đợt thi đua Sáng mãi Điện Biên, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Đối với giáo dục truyền thống Điện Biên, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã có kế hoạch và tổ chức cái đợt phát động thi đua đặc biệt Sáng mãi Điện Biên với một trong những cái mục đích yêu cầu đặt ra cần đạt được là làm cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quân và dân ta trong công cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, từ đó đề cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn và xây dựng cái biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng. Ngay sau khi phong trào thi đua Sáng mãi Điện Biên được phát động trong toàn quân, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Điện Biên, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Tây Trang đã ngay lập tức tổ chức phát động thi đua và ký cam kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực lập công, nêu cao ý chí, khí thế của tinh thần Điện Biên Phủ. Cụ thể, hưởng ứng đợt cao điểm phòng chống tội phạm ma túy do Bộ Tư lệnh Biên phòng phát động, lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy đồn biên phòng Tây Trang đã hăng hái nhập cuộc. Nhiều vụ buôn bán ma túy, nhiều đường dây vận chuyển thuốc lắc, chất gây nghiện tổng hợp đã bị phát hiện, bắt giữ và ngăn chặn kịp thời. Để tiếp tục lập được nhiều thành tích, chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Tây Trang luôn đề cao cảnh giác, không một phút chủ quan, chủ động luyện tập, sẵn sàng chiến đấu. Trong những năm qua, các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Tây Trang đã phối hợp cùng với lực lượng hải quan sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại và bắt giữ, triệt phá nhiều nhóm tội phạm ma túy. Từng bước đưa Tây Trang nói riêng và Điện Biên nói chung ra khỏi danh sách những điểm nóng về tệ nạn nhức nhối này của cả nước. Không chỉ làm tốt công tác, nhiệm vụ chuyên môn, Bộ đội Biên phòng Điện Biên còn tích cực hưởng ứng cuộc vận động mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo. Đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp vật chất, kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ kinh phí, xây dựng được 35 ngôi nhà đại đoàn kết, với tổng kinh phí xây dựng trên 700 triệu đồng, tặng cho đồng bào nghèo tại khu vực biên giới, giúp bà con có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài trên địa bàn. Hòa chung không khí tưng bừng đón mừng ngày đại lễ kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Bà con các dân tộc Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng đang tích cực luyện tập và sưu tầm những tiết mục văn nghệ độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình, với mong muốn tạo dấu ấn riêng, góp phần tạo nên những nét tươi vui của ngày hội lớn. Ông Hoàng Thím, nghệ nhân đàn tính tẩu, 55 năm trước từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, nay lại cùng thế hệ cháu con chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của mình. Trong căn nhà sàn nhỏ vang lên tiếng đàn tính tẩu, tiếng đàn của người Thái xưa theo bước những đoàn quân trên đường ra chiến dịch. Tiếng đàn mang hồn núi rừng Tây Bắc gợi lại những kỷ niệm hào hùng.
các đội văn công thuộc tổ đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên phòng Điện Biên cũng đã thường xuyên tổ chức tập cùng với bà con dân bản. Những tiết mục múa đặc sắc của người Thái và hát những bài hát ngợi ca chiến thắng Điện Biên. Chiến tranh đã qua đi, lịch sử đã sang trang. Trên nền chiến trường khốc liệt năm xưa, một thành phố trẻ đầy tiềm năng đang cựa mình thay đổi và lớn mạnh. Ngắm nhìn thành phố Điện Biên hôm nay, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng trong tương lai không xa, Điện Biên sẽ mạnh mẽ vươn lên, trở thành một trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của vùng Tây Bắc, xứng đáng với tên gọi vùng biên ải vững chắc của Tổ quốc. Và để các thế hệ trẻ Điện Biên hôm nay và mai sau mãi mãi được sinh ra, lớn lên, vui chơi dưới bầu trời hòa bình.